chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Mõ Việt Nam. Các bạn thân mến, chiều 25 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng đã giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Theo đó, tiếp sau Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2009, việc công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ, nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng, cơ cấu của Bộ Quốc phòng, tổ chức, phương hướng, xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước, đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam. Sách trắng quốc phòng in bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh, được bố cục thành 3 phần. Phần thứ nhất, bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng. Ở phần này, tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chính sách quốc phòng Việt Nam, hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, đấu tranh quốc phòng. Phần thứ hai, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm 4 nội dung: xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, lãnh đạo, quản lý quốc phòng. Trong phần này, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 tập trung phản ánh các nội dung như xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ, xây dựng tiềm lực quân sự, xây dựng lực lượng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, xây dựng quân khu vững mạnh toàn diện, hợp thành hệ thống phòng thủ đất nước, xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quốc phòng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội nhân dân Việt Nam, quản lý nhà nước về quốc phòng. Phần thứ ba, quân đội nhân dân và dân quân tự vệ gồm các nội dung: truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển quân đội nhân dân Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, phương hướng xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển dân quân tự vệ, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ, tổ chức của dân quân tự vệ và phương hướng xây dựng dân quân tự vệ. Theo Sách trắng, quốc phòng Việt Nam được đầu tư phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước, nhưng không chạy đua vũ trang. Ngân sách quốc phòng Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% GDP, 2011 là 2,82%, 2012 là 2,88%, năm 2017 là 2,51% và năm 2018 là 2,36%. Khoảng 5,8 tỷ đô la Mỹ. Sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược. Sách trắng nêu rõ, biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bảo vệ biên giới là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tính uy nghiêm, biểu tượng quốc gia của biên giới, cửa khẩu, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền, chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên Biển Đông. Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình theo quy định của luật pháp quốc tế.
nói về những điểm mới trong sách trắng lần này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, từ chính sách 3-0 có thể được hiểu một cách đầy đủ và chính xác hơn thành 4-0, đó là Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thứ trưởng Quốc phòng cũng cho biết thêm, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa của sách trắng quốc phòng nhằm minh bạch hóa chính sách quốc phòng, xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới. Tuy nhiên, những nội dung cốt lõi không thay đổi so với sách trắng năm 2009. Sách trắng lần này không ngại giới thiệu trang bị vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện sự minh bạch của quốc phòng Việt Nam. Vũ khí của Việt Nam vừa đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc và không phương hại đến quốc gia nào. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.